Giờ húng chanh mining gọi là siêu phẩm dành cho các em nhỏ rồi. Mùi vị quá ngon, phù hợp với các em nhỏ, bé nào cũng thích. Nếu con cần tăng sức đề kháng, mẹ sử dụng cho con ngày một lần. Bé từ sơ sinh là đã dùng được. Đặc biệt hơn, kể cả bé đã bị ốm rồi thì chỉ cần 2 đến 3 năm ngày là con sẽ khỏi bệnh mẹ nhé. Với thời tiết thất thường, cúm A, cúm B đủ các loại cúm như bây giờ thì bố mẹ ơi, có ngày một lọ trong nhà giúp cho mẹ Tư. Nhà mẹ Tư đang phân phối chính hãng dầu húng chanh Mylan Gold các mẹ nhé. Thôi em đừng nặng lòng